Gatsbyton, Washington DC. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Vào năm 2001, một nhóm hội sinh viên Việt Nam đã có một trại hè, và năm 2002, nhóm quyết định thành lập một hội tên là Kết Đoàn. Hằng năm vào tháng 12, hội Kết Đoàn đều tổ chức một buổi dạ tiệc để các hội viên có dịp gặp nhau và cũng như chia sẻ những hoạt động đã hoàn tất trong năm vừa qua. Vào ngày thứ Bảy 3 tháng 12 2016, đã có 250 quý đồng hương, quý thân hữu và các hội viên của Kết Đoàn đã đến chung vui với buổi dạ tiệc với chủ đề là Winterland tại nhà hàng Hồng Kông Pearl, thành phố Fortress, Virginia. Hằng năm vào giữa tuần tháng 12, hội Kết Đoàn cộng tác với Nhà Việt Nam nấu bữa ăn trưa và tặng quà cho hơn 150 các niên lão ở nơi an dưỡng, và đem thật nhiều niềm vui đến với những phần văn nghệ cũng như những món ăn thuần túy Việt Nam. Hội Kết Đoàn và Nhà Việt Nam đều tổ chức chương trình phân phát đồ ăn cho những người vô gia cư ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng như tại thành phố Fortress và Manassas, đã được rất nhiều mạnh thường quân ủng hộ hơn 5.000 Mỹ Kim. Tổ chức hội chợ Tết và thi hoa hậu áo dài hàng năm, gây quỹ chơi bowling để giúp các em học sinh nghèo ở Việt Nam với chương trình Save a Child Program, tặng thưởng 1.500 Mỹ Kim cho 25 học bổng ở Việt Nam, tặng thưởng 4 học bổng với số tiền 3.500 Mỹ Kim cho các em học sinh Mỹ Việt trong trường trung học ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia. Hội cũng tổ chức picnic hè, và đặc biệt hàng năm có một trại hè 3 ngày đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ ở gần cũng như ở các tiểu bang xa. Mùa thu, hội Kết Đoàn tổ chức đi leo núi và còn rất nhiều hoạt động khác. Được biết, anh Hào Phàng đã làm tròn nhiệm vụ trong 2 năm là chủ tịch của hội Kết Đoàn. Dạ, mỗi năm trong tháng 12, Kết Đoàn có banquet để tổ chức một bữa tổ chức là những kết quả thành đạt của Kết Đoàn trong năm. Thì trong năm 2016, năm này cái team của banquet là Winterland, thì mỗi năm có mỗi team khác để cho nó vui vẻ. Thì cái banquet này thì chung vui cho những người đóng góp cho Kết Đoàn với những người mạnh thường quân, thì muốn cảm ơn. Vào đầu tháng Giêng 2017, anh Trung Phạm sẽ là tân chủ tịch, và anh cũng mong muốn đạt được những thành quả mà các hội trưởng trong 14 năm qua đã chu toàn. Em là Trung Phạm, năm nay là em là chủ tịch mới của hội Kết Đoàn sau bầu cử của anh Hào Phan. Cảm ơn anh Hào đã làm chủ tịch 2 năm vừa qua, tuyệt vời. Và Trung cũng mong đợi đến năm tới là bắt đầu làm chủ tịch, rồi đi theo những đường hướng của Kết Đoàn để giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam mình ở hải ngoại. Và theo đó là đi thêm cái mục đích của Kết Đoàn là xây lên một cái môi trường để các bạn trẻ có thể học hỏi cùng nhau và có thể giúp đỡ cùng nhau, và cũng là giúp đỡ được những cái người nghèo và người già trong cộng đồng. 3 năm trước mình đã được bạn giới thiệu về Kết Đoàn rất là nhiều rồi, nhưng mà vì một số cơ duyên mình xuống Maryland làm việc và có cơ hội được chơi nhiều hơn, ăn nhiều hơn, học nhiều hơn, và đặc biệt nhất là được làm quen rất là nhiều những cái mối quan hệ tốt. Chính vì vậy mà chỉ mới một tháng nay thôi, Cường vừa mới move xuống ở bên Virginia và sẽ dấn thân tham gia nhiều hơn với lại Kết Đoàn. Và vì thực sự Cường cảm thấy rất là vui khi mà được gặp những người bạn trẻ năng động, nhiệt huyết, và đặc biệt nhất là khi những cái mối quan hệ này giúp cho công việc, giúp cho học hành, và đặc biệt nhất là có cơ hội để mà giúp cho bản thân mình phát triển nhiều hơn nữa. Tôi tham gia với Kết Đoàn đã nhiều năm và cũng cộng tác với lại Kết Đoàn nhiều năm tổ chức Tết tại bên Maryland. Và người thành lập ra Kết Đoàn là cô La Hồng Lý, thực ra cũng là một nhân viên của ban chấp hành của Hội Ái Hữu Người Việt trước đây. Thành ra chúng tôi luôn luôn cộng tác với lại Kết Đoàn và thấy là vì cái lợi ích của cộng đồng và với tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, trẻ già mình đều cùng đi một chí hướng và cùng hợp tác với nhau. Bích Phượng tường trình từ dạ tiệc hội Kết Đoàn 2016.